Mưa tạnh. Mưa không tạnh. Hả? Mưa đâu? Làm gì có mưa? Em có mùi thơm thật là hấp dẫn. Mùi thơm? Anh chưa bao giờ tìm được cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Tại sao vậy? Vì em là mối tình đầu của anh. Nhưng mà em là con gái có thể giết người. Anh không sợ em hả? Cô giết người hả? Tôi không dám đoán trách ai hết. Mấy người làm gì vậy? Còn tao đâu? Mày đã làm gì nó hả? Đồ khốn nạn. Đừng hại tôi. Cũng vì một đứa con gái tên là Lưu Vân. Ta về đi em không biết gì hết. Tao sao lại thiết danh một đứa hôn hả Daisy? Chết nạn. Nhung. Ở thế giới khác sẽ không còn mọi ân oán gì nữa. Tình Đầu phát sóng lúc 19:45 hàng ngày trên STTV 14.